Lạch Thơi nằm giữa xã Quỳnh Thọ và Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu. Hiện người dân có thể lội từ xã Quỳnh Thọ sang Sơn Hải để cào ngao khi nước triều xuống. Điều này cũng cho thấy mức độ bồi lắng của cửa lạch này rất nghiêm trọng. Theo đó, những con tàu này phải nằm gác trên bờ để chờ thủy triều lên mới có thể ra khơi. Đối với những con thuyền có công suất lớn thì chỉ khi nào triều cường mới có thể ra khỏi lạch. Và ở đây, hầu như không có nhiều tàu công suất lớn ra vào. Tàu thuyền ra vào cạn hiện nay hư hỏng rất nhiều. Hai năm vừa rồi đây, xã chúng tôi sẽ thiệt hại bao nhiêu là tàu thuyền và những người dân chúng tôi là phải mất những bao nhiêu là tiền của đổ vào để xây dựng tu bổ lại tàu bè cạn này, hỏng chết vịt này. Có những tàu là cạn sổ nước rồi quăng đi rồi chìm xuống này. Tàu tôi cũng có một lần coi như là về coi cũng mắc cạn nên là sau khi lùi ra được á là phải về đậu như vậy là bên Lạch Quèn. Nó nhiều cái bất cập là vì với lý do là coi như là thuyền một nơi, tàu một nơi và người một nơi nên là coi như là nó cản sinh ra cái chuyện cản trở nhiều. Cửa lạch thì bị bồi lắng. Trong khi đó, chỉ tính riêng xã Sơn Hải đã có 256 chiếc tàu có công suất trên 90 CV. Khai thác thủy sản là nghề chính của người dân ở địa phương này. Tuy nhiên, với sự bồi lắng nghiêm trọng như hiện nay, việc phát triển kinh tế biển ở đây đang gặp rất nhiều thách thức, nhất là trong xu thế để có giá trị cao trong khai thác thì phải sắm tàu to, máy lớn. Và tàu càng to, thì việc ra vào bến cá chật hẹp như thế này càng khó khăn. Bà con ngư dân là không chủ động được cái vấn đề thời gian để ra khơi sản xuất. Thứ hai nữa, trong quá trình đi sản xuất ngoài biển thì một số tàu lớn thì không vào được, phải đậu tại cái cảng Quèn ở Diễn Quỳnh Thuận. Thế cái chỗ này thì vừa rồi đấy chúng tôi cũng là báo cáo với các cái cơ quan có thẩm quyền để làm thế nào đó để giúp cho bà con ngư dân Sơn Hải để nạo vét được cái lạch Thơi. Còn đây là cửa lạch Vạn, huyện Diễn Châu, là nơi vào ra của 160 con tàu có công suất trên 90 CV của huyện Diễn Châu. Vì cửa lạch bị bồi lắng nên dù đã cuối giờ chiều, giờ cao điểm đón các tàu cá về bến. Tuy nhiên ở đây cũng chỉ có một số thuyền nhỏ cập bến và lượng hải sản đánh bắt được giá trị cũng không cao. Theo đó, người bán, người mua rất thưa thớt. Được biết, do bị bồi lắng mà ở bến cá này những năm gần đây thường xuyên có tàu thuyền của ngư dân bị mắc cạn, gây chìm tàu, mất mát tài sản. Thì lý do là cửa cạn không về được. Nếu mà cửa sâu thì về được, nhưng mà cửa cạn là đi vất vả lắm. Cứ vù ra là cứ gãy cánh chân vịt là mất mấy chục triệu bạc, nên là không chẳng dám vù lạch. Bởi thiếu sự đồng bộ giữa phương tiện và cơ sở hạ tầng, mà ở đây cụ thể là hệ thống luồng lạch quá chật hẹp, nên mặc dù tiềm năng phát triển kinh tế biển của Nghệ An rất lớn, song vẫn chưa thể khai thác tốt. Tại vùng trọng điểm kinh tế biển gồm thị xã Hoàng Mai, Quỳnh Lưu và Diễn Châu, thì cả bốn cửa lạch ở đây đều nhỏ, bị bồi lắng nghiêm trọng và không có hệ thống phao chỉ dẫn luồng lạch. Về mặt chuyên môn thì chúng tôi thấy là cái khả năng của huyện thì cũng không thể là đáp ứng nổi cái yêu cầu này. Và chúng tôi cũng có đề xuất lên tỉnh và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chủ trì cũng đã mời một số ngành liên quan đến để nghiên cứu các cái giải pháp để mà nạo vét cái cửa lạch Diễn Vạn, nhưng mà cũng chưa có cái giải pháp nào thực thi. Và tôi nghĩ thì cái tầm của phải Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có thể phối hợp với kể cả khoa học công nghệ để nghiên cứu một cái giải pháp nào đó, chứ không nếu tình trạng này thì bà con ngư dân của Diễn Châu cũng rất khó khăn trong việc ra khơi đánh bắt. Chỉ tính riêng trong năm 2015 đã xảy ra 3 vụ tai nạn chìm tàu cá, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của ngư dân tại các cửa lạch này. Cũng bởi các cửa lạch trên quá hẹp, có nhiều mối đe dọa đến an toàn tính mạng và tài sản, nên hầu hết các tàu thuyền lớn của ngư dân đều phải cập bến ở nhiều điểm khác nhau như ở cảng Cửa Lò, Cửa Hội. Tuy nhiên, cảng Cửa Lò, dù luồng lạch đảm bảo an toàn, nhưng ở đây là điểm xuất nhập hàng hóa của các tàu hàng có trọng tải lớn, trong đó có đến 50% số tàu hàng nước ngoài, nên việc tàu cá của ngư dân neo đậu ở đây cũng gây ảnh hưởng lớn đến an toàn vận tải hàng hải. Thì các cái chủ tàu là thường là hoạt động thì nó không kể thời gian được bảo trước, và cũng có cái đó thì là cái thời gian tàu vào ra thường xuyên là gặp các cái tàu cá là chạy trên tuyến luồng.
thì cái nguy cơ xảy ra mất an toàn hàng hải rất lớn. Và khi cập cầu cũng thế. Đấy. Đồng thời là cái mất an ninh trật tự tại cảng. Nghệ An hiện có đến 4 trên 6 cửa lạch bị bồi lắng, gây khó khăn cho việc ra vào cảng của trên 4.000 tàu thuyền. Trong đó, có hơn 1/3 số tàu thuyền có công suất trên 90 CV. Đã có nhiều tàu thuyền công suất lớn phải cập các cảng cá ở các tỉnh khác, khiến cho hải sản đánh bắt được bị ép giá và nguồn lao động hậu cần nghề cá của các địa phương vùng biển của tỉnh cũng không phát triển. Yêu cầu đòi hỏi chúng ta muốn phát triển khai thác thủy sản được thì đó là chúng ta phải có kế hoạch là xây dựng, nạo vét, rồi kè chắn, rồi liên tục để chủ động cho tàu thuyền vào ra, đặc biệt đó là những cái tàu lớn đưa lại cái lợi ích hiệu quả cao. Những con tàu này á, thì chúng ta phải khẳng định rằng là không những khai thác ở vùng biển khơi, biển xa, kể cả là hiện nay chúng ta đã có những con tàu đã và đang khai thác ở vùng Hoàng Sa, thì vừa là nâng cao hiệu quả sản xuất, khai thác ở vùng biển xa, đảm bảo vấn đề đó là bảo vệ nguồn lợi thủy sản, môi trường ở vùng ven bờ, vừa là bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Hạ tầng cảng cá, bến cá không đáp ứng được nhu cầu thực tiễn, dẫn đến việc đầu tư cho dịch vụ hậu cần nghề cá trở nên khó khăn. Không những thế, nếu không có giải pháp cho việc nạo vét, xây dựng hạ tầng tại các cửa lạch, thì các chương trình đóng tàu to, máy lớn để vươn khơi bám biển sẽ khó thực hiện. Trong khi đó, xu thế của phát triển kinh tế biển là vươn ra khơi, vừa khai thác tốt tiềm năng, bảo vệ nguồn lợi vùng ven bờ, và quan trọng hơn là những con tàu và ngư dân đã, đang và sẽ là những cột mốc sống trên biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.